Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Theo thông tin từ cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều qua, năm 2022 có 59 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ khá trở lên. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 đạt 8,02%, vượt xa mục tiêu đề ra là từ 6 đến 6,5%, cao nhất trong 10 năm qua, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ đô la Mỹ. Có 59 trên 63 địa phương tăng trưởng từ 6,5% trở lên. Trong đó nhiều địa phương tăng trưởng cao như Khánh Hòa 20,7%, Bắc Giang 19,3%, Đà Nẵng 14,1%, Hậu Giang 13,9%, Hưng Yên 13,4%, Cần Thơ 12,6%, Thanh Hóa 12,5%, Hải Phòng 12,3%, Lâm Đồng 12,1%, Vĩnh Long 11,3%, Hà Nam 10,8%, Quảng Ninh 10,3% và Điện Biên là 10,2%. Hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức tăng trưởng cao, lần lượt là 8,9% và 9,03%. Năm 2022, bức tranh chung của huyện Văn Lâm cho thấy có nhiều khởi sắc, kinh tế phục hồi nhanh, tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách cao kỷ lục, giải phóng mặt bằng cho hơn 60 dự án, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính. Năm 2022, huyện Văn Lâm có trên 1.200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tăng 108 doanh nghiệp so với năm trước. Các hoạt động kinh tế xã hội có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,21%, cao hơn năm trước. Thu ngân sách đạt kỷ lục trên 9.300 tỷ đồng. Giải phóng mặt bằng cho 61 dự án, trong đó có những dự án tạo động lực cho sự phát triển đô thị của tỉnh, của huyện như dự án khu đô thị Đại An, dự án nhà ở đô thị và công nghiệp Như Quỳnh. Năm thứ 5 liên tiếp, Văn Lâm dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42%. Năm 2023, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị để sớm đạt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4, khu vực trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại 3. Thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, đến nay tỉnh Hưng Yên thu nhận hơn 205.000 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, trong đó hồ sơ định danh điện tử kèm căn cước công dân thường là 116.000, hồ sơ kèm căn cước công dân gắn chip là 89.000. Toàn tỉnh đã kích hoạt gần 34.000 tài khoản định danh điện tử, bao gồm gần 30.000 tài khoản ở mức độ 2. Trong thời gian tới, người dân có thể tiếp tục tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính cấp huyện, trụ sở công an huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ cấp tài khoản định danh điện tử. Điều này không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ, thay vào đó là quản lý về dân cư, cư trú bằng hệ thống thông tin điện tử. Người dân sẽ không phải mang theo giấy tờ hoặc chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể hoàn thành thủ tục hành chính. Thông tin của công dân được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Điều này không chỉ thuận lợi cho người dân mà còn hiệu quả với cả cơ quan chức năng. Theo Bộ Công an, người dân có thể sử dụng nhiều phương thức để truy xuất thông tin của công dân thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như thẻ, căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân. Điều này không chỉ giảm sự rườm rà phức tạp cho người dân mà còn góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Sáng nay, tại thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Tỉnh Hưng Yên có 3 tác phẩm đạt giải. 3 tác giả tác phẩm đoạt giải của tỉnh Hưng Yên là Ngọt ngào mật ong hoa nhãn, chuyên ngành nhiếp ảnh của tác giả Nguyễn Khắc Hào, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đoạt giải B. Đây là giải thưởng cao nhất từ ngày tái lập tỉnh đến nay. Cũng trong năm 2022, tác giả Nguyễn Khắc Hào còn có nhiều tác phẩm đạt giải và được triển lãm tại các nước chụp về quê hương Hưng Yên. Hai tác phẩm thuộc chuyên ngành văn học là tác phẩm Những cánh chim hải âu của tác giả Hồ Ngọc Vinh, đoạt giải C, tác phẩm Hỏa Long trận của tác giả Đàm Huy Đông, đoạt giải khuyến khích. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 vừa tổ chức thực hiện chương trình Xuân biên cương hải đảo Tết thắm tỉnh quân dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Sáng nay tại hội trường trung tâm văn hóa huyện đảo Bạch Long Vĩ diễn ra hội thi gói bánh trưng xanh tưng bừng đón Tết, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tặng 100 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của huyện.
tại khu vực trung tâm của huyện, Hải đoàn 11 phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức phiên chợ không đồng, gồm nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho 100 người dân huyện đảo đón Tết. Tại khu vực Âu Cảng, đoàn tiến hành tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, kết hợp trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 30 cặp bánh chưng, 400 tờ rơi các loại cho bà con ngư dân trên các tàu thuyền đang neo đậu tại đây. Thời điểm này, vườn hoa của gia đình chị Lưu Thị Sáu ở thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Quế Châu đang khoe sắc để chuẩn bị phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Với diện tích hơn 2.600m², gia đình chị Sáu đang trồng hơn 10.000 gốc hoa lan Mokara và 1.000 gốc hoa nhà Nhật. Mỗi tháng, vườn lan Mokara của gia đình chị cho ra khoảng 2.000 cành, với giá bán tại vườn từ 8 đến 10.000 đồng một cành. Tết năm nay, ngoài cung cấp hoa cành ra thị trường, gia đình chị còn cung cấp từ 200 đến 400 cây hoa lan với giá bán từ 200.000 đồng một cây. Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, trưa ngày 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến cuối ngày sẽ đưa cọc bê tông lên mặt đất để giải cứu bé trai mắc kẹt. Sáng nay, các đơn vị cứu hộ vẫn triển khai khoan guồng xoắn là biện pháp kỹ thuật áp dụng liên tục từ đầu đến giờ. Có những cọc đã khoan xuống độ sâu từ 34 đến 35 mét ngang với đáy cọc mà em bé bị tai nạn. Trong chiều nay hoàn thành phá vỡ và làm tan rã các phần đất còn lại trong lồng ống có đường kính 1,6 mét. Để tính tới phương án giảm tối đa áp lực ma sát lên ống cọc, sau đó triển khai phương án đưa ống cọc lên để cắt, thực hiện cứu hộ trên mặt đất. Hiện lực lượng cứu hộ đã triển khai diễn tập sơ bộ phương án cưa cắt bằng các thiết bị chuyên dụng đối với ống cọc bê tông. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, sáng ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 35 bị cáo, trong đó bị cáo Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn, bị tuyên án vắng mặt. Xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, nên tòa tuyên án bị cáo này 30 năm tù. Cùng với đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ bị phạt mức án 19 năm tù. Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai lĩnh án 3 năm 6 tháng tù. Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đang bị truy nã, lĩnh tổng mức án 25 năm tù. Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ đầu tư hơn 1,7 tỷ euro vào chiến lược ung thư quốc gia mới nhằm ngăn chặn căn bệnh này ở giai đoạn đầu. Thủ tướng Ba Lan, ông Morawiecki cho biết chiến lược này sẽ tạo ra một mạng lưới các phòng khám ung thư trên toàn quốc, chuyên chẩn đoán sớm bệnh ung thư. Ông khẳng định điều này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho dịch vụ y tế quốc gia, vì chẩn đoán sớm đồng nghĩa với rủi ro giảm và hệ thống y tế không bị quá tải. Chương trình cũng nhằm tăng cường khả năng chẩn đoán, giảm số ca mắc ung thư dẫn tới tử vong, đồng thời cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân ung thư thông qua việc thực hiện các biện pháp có hệ thống từ phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng. Châu Âu đang chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi nhiệt độ ở nhiều nước ấm chưa từng thấy trong mùa đông. Trên dãy Alper, tuyết rơi thưa thớt cho phép cỏ xanh phủ kín các sườn đồi. Phần lớn dãy núi Alper trông không phù hợp với thời điểm này trong năm. Tuyết rơi ít khi thời tiết mùa đông ấm áp bất thường ở vùng núi trung tâm của châu Âu đang cho phép cỏ phủ kín các sườn đồi khắp khu vực, gây đau đầu cho những người điều hành các dốc trượt tuyết và những người hâm mộ các môn thể thao mùa đông. Cơ quan dự báo thời tiết các nước đã ghi nhận nhiệt độ nóng nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm. Một trạm thời tiết ở biên giới Pháp ghi nhận mức nhiệt độ trung bình hàng ngày là 18,1 độ C, cao hơn 2,5 độ C so với mức cao kỷ lục trước đó. Đức cũng chứng kiến nhiệt độ bất thường giống như mùa xuân, cao tới 16 độ C ở các vùng của đất nước vào thứ hai đầu tuần. Cơ quan giám sát chống độc quyền của Hàn Quốc hôm 3 tháng 1 đã quyết định phạt nhà máy sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ và chi nhánh tại Hàn Quốc 2,2 triệu đô la Mỹ vì đưa ra những quảng cáo sai lệch. Ủy ban Thương mại Công bằng của Hàn Quốc cho biết Tesla đã quảng cáo sai sự thật, phóng đại hoặc lừa đảo về quãng đường đi được trong một lần sạc, tốc độ sạc và hiệu suất tiêu tốn nhiên liệu của xe điện do hãng sản xuất trên trang chủ tại Hàn Quốc kể từ tháng 8 năm 2019. Các quảng cáo gợi ý xe Tesla có thể chạy hàng trăm km trong một lần sạc trong mọi điều kiện, nhưng thực tế quãng đường này bị giảm tới 50,5% trong điều kiện nhiệt độ thấp và xe chạy ở các khu vực trung tâm thành phố. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.